Thưa quý vị và các bạn, 65 tuổi, nhiều người chọn việc nhẹ nhàng, sống vui vẻ với con cái. Nhưng với ông Nguyễn Thành Đồng, thôn Bắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang, cựu chiến binh tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc, lại ngày ngày làm bạn với vườn cây ao cá. Với ông, đó mới là cuộc sống ý nghĩa. Một ngày như mọi ngày, mới buổi sáng, ông Nguyễn Thành Đồng, thôn Bắc Há, xã Quang Minh, huyện Bắc Quang đã vác máy lên đồi phát cỏ. Ông đang cố gắng làm cho xong chỗ cỏ này để vườn quế có được không gian phát triển tốt hơn. Bắt tay vào công việc, người ta đã không còn nhìn thấy dáng vẻ của ông lão 65 tuổi nữa, mà là dáng vẻ của một nông dân yêu ruộng vườn, yêu lao động. Cố gắng làm, phấn đấu làm để các cháu, các con, các cháu, anh em trong thôn bạn, hàng xóm nó nhìn vào thấy ông bà có tuổi rồi thì vẫn còn làm. Tôi còn sức khỏe thì tôi làm. Năm 2021, giữa lúc dịch bệnh căng thẳng, nhà nhà cách ly, ông Đồng đi trồng quế. Ông đã trồng được gần 2 hectare đất rừng quế, rồi ông nuôi cá để phục vụ gia đình. Và năm 2024, chi hội cựu chiến binh cần một khu vườn mẫu thì ông sẵn sàng làm thử nghiệm. Ông cùng hội đang liên kết với công ty bông sen vàng trồng thử nghiệm hơn 1.000 m² cây nha trần. Sự thành công của mô hình sẽ giúp cho nhiều hội viên trong chi hội có thêm một sinh kế để giảm nghèo. Hội viên Nguyễn Thành Đồng là một trong hội viên gương mẫu tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình cũng như tham gia công tác hội, hoàn thành tất cả các chỉ tiêu của hội đề ra. Thì trong năm 2024, thì hội viên Nguyễn Thành Đồng cũng mạnh dạn và sung phong tổ chức cải tạo vườn tạp để liên kết với công ty dược liệu bông sen vàng trồng nhân trần. Đây là mô hình kinh tế có hiệu quả, góp phần xây dựng kinh tế của gia đình, góp phần xây dựng hội ngày càng vững mạnh. Không tính đến chuyện vất vả, ông Đồng cứ có chương trình nào của hội đều nhiệt tình tham gia. Hơn tất cả là ông muốn làm gương cho con cháu noi theo và anh em đồng đội có một người tiên phong đi trước. Việc gì mới, việc gì khó, có ông Đồng. Tinh thần bộ đội Cụ Hồ chưa bao giờ ngừng nghỉ trong suy nghĩ của người cựu chiến binh ấy, và ông đã trở thành tấm gương để hội tuyên truyền nhân rộng.